Xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Nguyễn Hữu Tính, đến từ lớp Y45. Hôm nay em xin trình bày về viêm bàng quang. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm viêm bàng quang. Thì viêm bàng quang là viêm tại bàng quang, thường gây ra do vi khuẩn. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như là nhiễm nấm, chất kích thích hóa học hoặc là như sỏi và chấn thương. Trong nhóm gây viêm bàng quang do vi khuẩn thì E. coli là chiếm chủ yếu với 80%, 20% còn lại là do nhiễm trùng cơ hội, nhiễm trùng bệnh viện và bội nhiễm. Bình thường thì sẽ không có vi khuẩn trong bàng quang, là do nước tiểu vô trùng, tức là thành phần của nước tiểu thì sẽ không có vi khuẩn. Tiếp theo là thành phần của nước tiểu có ure cao và pH thấp, nó sẽ giúp cho giảm sự tích tụ của vi khuẩn ở trong bàng quang, dòng nước tiểu một chiều để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập niệu đạo và bàng quang. Theo đó, một người từ lúc sinh ra đến 80 tuổi sẽ không bị viêm bàng quang, nếu có thì sẽ gặp các trường hợp sau đây. Thứ nhất là thay đổi vùng pH, vùng niệu đạo và âm đạo. Thứ hai là mắc một bệnh nền nào đó như là đái tháo đường, lao phổi, bệnh hệ thống đít ban đỏ, suy giảm miễn dịch. Ở nữ thì pH âm đạo được giữ mức 4,5 do vi khuẩn Lactobacillus. Ở nam, tiền liệt tuyến luôn tiết ra chất diệt vi trùng, không có vi khuẩn nào qua khỏi. Ở nam thì khi bị viêm tắc bàng quang là do quan hệ tình dục mới bị viêm bàng quang. Điều đó nói lên trong các yếu tố nguy cơ thì quan hệ tình dục là yếu tố nguy cơ chính, bởi vì vi khuẩn có thể vào niệu đạo và đôi khi được gọi là viêm bàng quang tuần trăng mật. Nhìn chung thì phụ nữ sẽ mắc viêm bàng quang cao hơn đàn ông, do ở phụ nữ thì niệu đạo ngắn hơn nên vi khuẩn sẽ xâm nhập dễ dàng hơn. Thứ hai là ở thời kỳ mãn kinh thì hormone estrogen giảm nên sẽ gói loạn các vi khuẩn thường trú ở âm đạo, làm tăng nguy cơ bị viêm bàng quang. Những nguy cơ khác bao gồm sự hiện diện của ống thông niệu đạo Foley cũng có thể đưa vào mầm bệnh. Một yếu tố nguy cơ nữa là đái tháo đường, vì những người bị đái tháo đường có xu hướng là tăng cao lượng đường trong máu. Thông thường ở đối với một nhiễm trùng thì bạch cầu đa nhân trung tính sẽ xuyên mạch đến ổ nhiễm trùng và thực hiện một cái quá trình là hợp bào. Nhưng đường huyết cao sẽ ức chế quá trình này, làm cho bạch cầu đa nhân trung tính sẽ kém hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn. Đồng thời đối với những bé trai mà có bao quy đầu bao quanh dương vật thì sẽ có nguy cơ bị viêm bàng quang cao hơn những bé đã cắt bao quy đầu. Yếu tố nguy cơ cuối cùng là giảm sự tổng sức ở bàng quang, do nước tiểu sẽ có nguy cơ động lại thì nó sẽ làm cho vi khuẩn nó sẽ bám và tích tụ ở bàng quang. Triệu chứng của viêm bàng quang gồm có đau hạ vị, tiểu khó, tiểu gấp, đặc trưng bởi lượng nước tiểu và tiết rất ít. Các triệu chứng thay đổi theo lứa tuổi gồm có trẻ nhỏ thì có thể bị sốt, kén chọn và ăn kén, người lớn thì mệt mỏi và sa sút trí tuệ. Triệu chứng không thường gặp như sốt, buồn nôn, đau ở điểm sườn cột sống, thường gây nhiễm trùng đường tiểu trên, bao gồm cả nhiễm trùng tại thận. Khi nghi ngờ bệnh nhân bị viêm bàng quang thì điều đầu tiên chúng ta cần làm là tổng phân tích nước tiểu. Kết quả tổng phân tích nước tiểu chúng ta sẽ cho được ra được kết quả của một người viêm bàng quang là bạch cầu dương tính, nitrit có thể dương tính. Khi bị tái nhiễm nhiều lần, 3 đến 4 lần trên một năm thì cái những lần nhiễm để xem vi khuẩn đó, ví dụ là con E. coli trước đó có cùng tiếp hay không. Nếu cùng tiếp thì có thể do hút chưa đủ mạnh hoặc hút không tiết được ô nhiễm trùng. Sau thì chúng ta sẽ cần can thiệp ngoại khoa. Cái nước tiểu được xem là một tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm bàng quang. Thì khi mà mình sử dụng cái nước tiểu thì mình nghi ngờ rằng cái con vi khuẩn đó viêm bàng quang là cái con vi khuẩn mình đã biết. Nếu có tiểu mủ nhưng cái nước tiểu không có vi khuẩn thì được xem là tiểu mủ vô trùng và gợi ý một cái viêm niệu đạo. Về điều trị thì viêm bàng quang chúng ta có thể điều trị bằng kháng sinh. Đối với những người trẻ tuổi sau khi quan hệ thì chúng ta sẽ dùng một liều kháng sinh. Đối với người sau 65 đến 75 tuổi thì chúng ta sẽ dùng lớn hơn 10 ngày. Đối với người sau 75 tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng lớn hơn 2 tuần có thể phối hợp thêm các giảm đau. Về dự phòng viêm bàng quang thì điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là phải uống nhiều nước giúp đẩy vi khuẩn cố gắng lên niệu đạo và ra ngoài, làm rỗng bàng quang tốt nhất có thể, đặc biệt là phụ nữ sau khi quan hệ. Cuối cùng là giữ vệ sinh thật tốt, lau sạch từ niệu đạo đến trực tràng, ngăn chặn vi khuẩn từ phân lên niệu đạo. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.